Hôm nay thì em đang trên đường đi đến nhà của chị Thúy ở Trung Hưng Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh chị ơi. Em thì giao bé đến tận nhà cho chị luôn nha. Hôm nay thì chị Thúy đặt một bé bun đồ vàng mơ nha. Mấy bé bên nhà em thì bé nào cũng đẹp hết nha anh chị ơi. Lông thì bao dày luôn nè. Chó thường chủng cho nên là lông dày lông săn cực kỳ nha. Và các anh chị nào mà mình yêu thích các bé cúng bên nhà em thì đừng ngần ngại nha. Mấy anh chị muốn nhận bé trực tiếp tận nơi như thế này thì cứ nhắn tin cho shop. Hoặc là muốn nhận giờ nào thì bên em cũng tranh thủ sắp xếp để giao đến cho các anh chị ạ. Và em cảm ơn gia đình chị Thúy rất nhiều đã ủng hộ shop thú cưng.